Cảm ơn quý vị đã không rời màn hình. Sau đây là phần điểm tin Việt Nam kính thưa quý vị. Nhiều nhà hoạt động xã hội bị chính quyền cộng sản bắt giữ. Theo RFA, dẫn lại tờ báo mạng của cộng sản Nghệ An hôm 15 tháng 5, công bố lệnh truy nã đối với nhà hoạt động xã hội tại Nghệ An là ông Thái Văn Dung. Lệnh truy nã này được công an cộng sản tỉnh Nghệ An ký vào ngày 8 tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên, lên tiếng với đài RFA, ông Dung cho biết: "Tôi chưa nhận được lệnh bắt và gia đình cũng không có thông tin gì." Hôm nay do sự kiện ở đền Cung Diễn Châu, nó nhà cầm quyền Cộng sản đưa cái đó lên các trang mạng mà lại không đến gặp trực tiếp tôi để đưa lệnh. Nếu nhà cầm quyền Cộng sản đã định bắt thì tôi sẵn sàng để nhà cầm quyền Cộng sản bắt. Vì trước khi ra tù tôi cũng đã tuyên bố là tôi, Thái Văn Dung vẫn tiếp tục đấu tranh cho công lý và hòa bình, cho các quyền con người, quyền mà con người đáng được thụ hưởng. Báo Cộng sản Nga An nói rằng vào năm 2013, ông Thái Văn Dung bị kết án 4, 4 năm tù giam về tội xâm phạm lợi ích của chính quyền Cộng sản và phải chịu 4 năm quản chế sau khi ra tù. Cũng trong ngày 15 tháng 5, anh Hoàng Đức Bình, một nhà hoạt động xã hội tại tỉnh Nghệ An bị công an cộng sản tỉnh bắt giữ. Báo chí nhà nước cộng sản hồ nhau nói rằng anh Bình bị bắt vì hành vi chống cán bộ cộng sản và xâm phạm lợi ích của chính quyền cộng sản. Chỉ vì cái hàng rào mà kẻ bị chết, người thì vô tù. Vào chiều ngày 15 tháng 5, Tòa án Cộng sản tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Võ Hữu Ba sinh năm 1990, 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 23 tháng Giêng 2017, Võ Hữu bà cầm dao ra chặt tre để rào vườn nhà mình. Lúc đó thì anh Võ Hữu Triển sinh năm 1982 là hàng xóm với anh bà. Đi về thấy ba rào vườn lấn sang đất đường đi vào nhà bố mẹ mình nên anh Triển ngăn cản ba. Tuy nhiên ba không nghe nên anh Triển đã đánh anh bà. Bị đánh thì anh ba chạy lại vườn lấy con dao đâm anh Triển khiến anh Triển tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án thì Võ Hữu Ba đã ra đầu thú và phải vào tù. Lừa đảo chạy việc vào ngày 15 tháng 5, Công an Cộng sản thành phố Hà Nội đã bắt giữ Vũ Thị Thanh Nhàn sinh năm 77 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khoảng tháng 8 năm 2015, Nhàn nói với Nguyễn Anh Kiêu ở Hà Nội rằng Nhàn có khả năng xin vào ngành Công an Cộng sản. Nghe Nhàn quảng cáo anh Nguyễn Anh N.A. Kiêu đã cho Nhàn 550 triệu đồng để chạy việc. Sau một thời gian dài chờ đợi nhưng không được tuyển vào công an cộng sản, anh kêu nhiều lần liên lạc với Nhàn đòi lại tiền. Tuy nhiên Nhàn không trả và bỏ trốn. Biết bị lừa, anh kêu đành phải đi tố cáo. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây rõ ràng tại Việt Nam hiện tượng chi tiền để bôi trơn để chạy việc là có thật. Thử hỏi nếu được tuyển dụng những người đó sẽ làm gì để thu hồi lại số tiền đã bôi trơn. Một người đã trở thành kẻ cướp chỉ vì hận tình. Vào ngày 15 tháng 5, công an cộng sản quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt giữ Lê Văn Tài, 21 tuổi, kẻ chuyên cướp giật tài sản. Theo vụ việc thì Lê Văn Tài là quản lý cửa hàng cho một nhà mai ở phố Đào Tấn. Khoảng 22 giờ cuối tháng 4, tài lang thang từ phố Đào Tấn tới khu vực Quang Hoa, thuộc quận Cầu Giấy và mang theo một gậy gỗ, mục đích để cướp tài sản. Đến đường bờ sông Quang Hoa, tài thấy chị Tê vừa về trước cửa nhà đang tìm chìa khóa để mở cửa. Tài dùng gậy gỗ vụt vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm và gãy ngón tay chị T rồi giật túi sách trên vai chị T bỏ chạy. Sau khi lục túi lấy 150.000 đồng và một nhẫn bạc, Tài vứt túi sách tiếp tục đi tìm con mồi. Khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 5, thấy chị Bùi Thị C đứng một mình trước cửa một nhà nghỉ, vài đeo túi sách, Tài đến gần bất ngờ giật túi sách rồi bỏ chạy. Tài lục túi sách lấy được 5 triệu đồng, sau đó Tài quay về cửa hàng Mai ngủ. Những nạn nhân đành phải đi trình báo và Tài đã bị bắt. Sau đó tại trụ sở công an Cộng sản, Tài khai rằng trước đó có yêu một cô gái nhưng bị bỏ. Từ đó anh ta sanh ra hận tình và nảy sinh ý đồ tìm những người phụ nữ hay đi đêm để cướp tài sản. Thưa quý vị. Tin từ Bình Thuận, cá ông chết trên bờ biển được ngư dân kéo vào bờ mai táng. Vào ngày 15 tháng 5, ngư dân phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã mai táng cá ông nặng tới 13 tấn, theo phong tục của ngư dân, theo ngư dân Mũi Né. Vào ngày 14 tháng 5, khi đang đánh bắt trên biển ở vị trí cách bờ biển Mũi Né trừng 20 hải lý về hướng Đông Nam. Tàu cá của anh Lê Văn Phụng, 35 tuổi, đã thấy một cá ông rất to đã lụy. Ngư dân dùng từ lụy để nói khi cá ông chết trên biển. Do phong tục tập quán của ngư dân, tàu nào thấy cá ông lụy thì tàu đó sẽ may mắn và phải đưa ông vào bờ cúng bái và mai táng theo đúng nghi lễ. Do vậy, anh Phụng và bạn trai đã neo cá ông và kéo vào ven biển Mũi Né. Khuya vào ngày 14 tháng 5, Tàu cá của anh Phụng đã đưa các ông vào đến bờ. Theo người dân Mũ Né, các ông này rất to, có chiều dài chừng 15 m và bề ngang chừng 2,5 m và ước tấn ước nặng chừng khoảng 13 tấn. Sau khi đưa các ông vào bờ, người dân Mũ Né đã thuê cần cẩu để đưa xác các ông ra khu nước nhĩ mũi né để chôn cất theo nghi lễ rất trang nghiêm kính thưa quý vị. Tin Sài Gòn, người dân kênh Tà Hủ phải sống chung với mùi hôi thối. Vào chiều 15 tháng 5 sau cơn mưa lớn thì trên kênh tàu hũ đoạn giao giữa rạch ruột ngựa và kênh lò gớm quận 8 Sài Gòn xuất hiện nhiều bọt trắng bất thường. Ông Nguyễn Em Thê, 54 tuổi, người dân địa phương cho biết tình trạng này đã xảy ra từ trước đây rồi. Nước ở đây ô nhiễm bốc mùi hôi thối. Khi có gió thì bọt trắng này bay thẳng vào nhà dân cạnh dòng kênh. Bọt trắng xốp nổi thành từng mảng dày đặc, bao phủ một đoạn dài khoảng 1 km kênh. Độ dày của bọt trắng tính từ mặt nước lên khoảng 25-30 cm nhiều đoạn hơn cả 30cm, bốc mùi hôi thối. Bọt trắng khi gặp gió mạnh thì bay thẳng vào nhà dân cũng như các quán ven đường. Mỗi khi bọt trắng xuất hiện thì người dân xung quanh đây đều đóng cửa để không bị bọt bay vào nhà. Theo như chị Trần Thị KX là một người dân địa phương cho biết thưa quý vị. Vừa rồi là các bản tin trên đài truyền hình Việt Mỹ buổi sáng ngày hôm nay. Quốc Dũng và Jenny xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật an lành và hạnh phúc.